Mọi người ơi, pháo hoa bắn rồi nghe mọi người. Một quả địa cầu, nhiều bông hoa. Wow. 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 Mỗi tay quá. Ủa làm sao mình có thể cầm cự được 8 phút ta? Mình mỏi tay quá à. Chạy mà mở ảo ảo vậy ta. Ây giờ mỗi tài quá à. Đấy mọi người thấy không, đâu có gì vui hay ho đâu mà mọi người cũng đưa điện thoại lên quá trời vui á, chỗ là ai cũng đưa điện thoại lên trời đó. Hãy quay cho mọi người coi nè, từ trái qua xã, từ trước đằng sau gì ai cũng đưa điện thoại hết trơn. Thì cũng không gửi được.
gia đình nhỏ đó chị nó sắp kết thúc chị quay một đoạn nữa. Trời quá. Trời ơi, mình phải đổi tay liên tục nha. Đem cặp thêm cây bắp bánh. Hỏi luôn đi. Wow. Vô cùng mỏi tay nha. Me too. Chụp là cái hình của mình thôi. Thôi sao chụp được nghệ thuật gì vậy? Chụp được nghệ thuật gì vậy? Chụp được nghệ của em. Tuyệt dài. Giống như sao chổi à. Dù năm nào chị cũng đi coi nhưng năm nay là có một sự kiên nhẫn vô cùng lớn là cặp điện thoại quay gán quay cho tới giờ này. Em để lên cố lên. Mỏi tay quá xá nhưng cố gắng đây. À, được em đừng đâu. Cử gì? Không, ai cũng mỗi tay. Buông chân luôn đó. Phải liên tục luôn đó. Đúng rồi đó. Chỉ 9 phút thôi. Cái này bắn bắn dữ ta. Mỗi cổ, người mỗi tay, người mỗi chân, người mỗi cổ. Sau quá trình quay cái video này mình học được điều là kiên nhẫn. Phải kiên nhẫn đưa tay lên trên không mới có được một cái video. Chính thức mấy gần 10
nào. Hết rồi gì rồi? À còn. Bây giờ mình đổi tay nha mọi người. Ù, mỏi tay quá à. Ủa mình cũng có thể để thấp xuống một tí. Cao quá. Nghe mọi người. Rồi, xong một video. Chuẩn bị đi về đây.